hai cô gái đã đổi đời cho nhau sau một tai nạn xe hơi. Cô gái xấu xí nghèo khó biến thành tiểu thư của một gia đình giàu có, thu hoạch được tình yêu và gả vào một gia đình quyền quý. Cuộc sống của cô từ đó lên đến đỉnh cao. Cô bị cuốn vào một âm mưu đã được thiết kế từ trước. Luca Keo là tiểu thư thực thụ của một gia đình giàu có, một nàng công chúa kiêu ngạo, luôn có vẻ mặt như thể người khác nợ cô hàng tỷ. Cô không ưa ai cả và hàng ngày tận hưởng cuộc sống xa xỉ, lén lút qua lại với trai trẻ đẹp trai dù đã có hôn ước. Zaza, cô gái nghèo trong một gia đình đơn thân, nhân hậu như lọ lem, hàng ngày phải bán hàng giả trên livestream để kiếm tiền phụ giúp gia đình, duy trì cuộc sống. Mẹ con họ dựa vào nhau để sống. Zaza xem livestream của trung tâm thẩm mỹ Label, nơi mẹ cô từng làm việc và ước mẹ mình vẫn còn làm ở đó để có thể giúp cô đạp đi xây lại. Cô lại sáng mắt lên khi nhìn thấy chàng trai đẹp trai giàu có, quả thật sự yêu mến đẹp và mơ mộng là bản năng của mọi cô gái. Zaza là một rich kid thực thụ, hôn phu của Luca Keo. Họ cùng nhau tham gia một cuộc phỏng vấn nhưng Luca Keo có vẻ rất miễn cưỡng, lại còn không hề giấu giếm gửi ánh mắt tán tỉnh đến một nam nhân ở đối diện. Zaza sau cuộc phỏng vấn không thấy Luca Keo đâu nên đi tìm cô. Khi thấy có một cánh cửa bị khóa từ bên trong, Zaza muốn mở cửa nhưng không ngờ rằng mình lại quấy rối Luca Keo đang hành sự. Zaza dùng sức đẩy cửa vào và Luca Keo bắt đầu nói những điều vu vơ, bịa đặt rằng cô đang nhớ bố. Phòng này trước kia là văn phòng của bố cô, sau khi ông qua đời thì mẹ cô đã đổi thành phòng để đồ. Zaza không hề nhận ra nam nhân với bộ dạng lôi thôi đang trốn dưới gầm bàn. Sự kiện vừa kết thúc, mẹ của Luca Keo là Ji đã nhận được cuộc điện thoại. Mảnh đất mà bà ta đã mua trước đó gặp vấn đề, 1 tỷ đã bị người bán cuốn mất. Để có được số tiền này bà ta đã thế chấp công ty cho Bình Phan để có được. Label đối diện với nguy cơ phá sản, vừa cúp điện thoại, chủ nợ Bình Phan đã muốn gặp bà. Mọi thứ dường như đã được sắp đặt từ trước. Vì cần tiền gấp, Bình Phan muốn thu hồi lại tiền đã đặt ở Ji. Đối với Ji, đây thật sự là thêm dầu vào lửa. Tối hôm đó, Zaza và cha anh đến cầu hôn. Để có tiền trả nợ, Ji quyết định đi đường tắt, đánh vào ý định của hai cha con này. Ji mở miệng đòi 500 triệu tiền sính lễ. Cha của Zaza rõ ràng có chút miễn cưỡng, nhưng vì hạnh phúc của con trai, ông vẫn đồng ý. Zaza muốn Luca Keo đi bàn với mẹ mình về việc giảm số tiền sính lễ, nhưng lại bắt gặp cô đang thân mật với người đàn ông khác. Lúc này, Zaza vô cùng tức giận, tiến lên đẩy nam nhân kia sang một bên và hỏi họ đã ở bên nhau bao lâu. Luca Keo với vẻ mặt tự cho là mình hoàn hảo, nói rằng họ chỉ là bạn bình thường thôi. Zaza tức giận lái xe đi, chuẩn bị hủy hôn. Luca Keo vội vàng đuổi theo, bởi cô không muốn mất đi người chồng tương lai giàu có này. Suy cho cùng cô vẫn cần anh ta để cung cấp nguồn tài chính lớn cho những mối tình vụng trộm của mình. Lúc này, Zaza sau khi giao hàng đã trở về nhà. Chiếc xe bị hỏng và điện thoại cùng ví tiền bị khóa trong xe. Không còn cách nào khác ngoài việc đi tìm sự giúp đỡ trên đường. Nhưng lại bị Luca Keo, người đang mất tập trung khi lái xe, đâm phải. Chính vụ tai nạn này đã làm thay đổi cuộc đời của hai cô gái một cách chóng mặt. Ji nhận được cuộc gọi và vội vã đến bệnh viện. Bác sĩ thông báo tình trạng của Luca Keo rất xấu, có khả năng trở thành người thực vật không thể tỉnh lại. Vẻ mặt của Ji tỏ ra rất lo lắng. Nhưng các bạn không biết đâu, điều bà ta lo lắng không phải là sinh mạng của con gái mình, mà là số tiền sính lễ 500 triệu. Bà ta còn than phiền rằng tại sao không đợi nhận được tiền sính lễ rồi mới gặp nạn. Bây giờ phải làm thế nào để trả nợ đây? Bác sĩ yêu cầu Ji xác nhận xem bà có biết cô gái mất trí nhớ được đưa đến cùng không. Khi nhìn thấy Zaza, trong đầu bà ta bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ kinh khủng. Đúng như bạn đang nghĩ, bà ta yêu cầu bạn trai, một chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ, biến Zaza thành Luca Keo. Ngô Sơn không đồng ý, anh không muốn phá hỏng cuộc đời của cô gái này, có lẽ anh ta còn chút lương tâm. Nhưng dưới sự năn nỉ không ngừng của Ji, Ngô Sơn yêu bà ta sâu đậm cuối cùng cũng đồng ý. Một nơi khác, mẹ Zaza rất lo lắng vì con gái mình không về nhà suốt đêm. Bà đã tìm đến Jin để nhờ giúp đỡ. Thông qua cảnh sát, họ biết được vụ tai nạn và Zaza đã được đưa đến bệnh viện. Nhưng khi họ đến thì không thấy ai cả, con gái họ đã bị chuyển đi mất rồi. Mẹ Zaza và Jin đã tìm khắp bệnh viện nhưng không thấy. Họ không biết rằng con gái mình sắp trở thành một người khác. Đúng lúc chuẩn bị phẫu thuật, Zaza gọi điện. Anh biết về tai nạn thông qua bản tin và hỏi về tình hình của Luca Keo. Jin nói không có gì nghiêm trọng, Luca Keo đang trong quá trình hồi phục và sẽ tỉnh dậy sau 2-3 ngày. Bà ta sử dụng điều này làm lý do để từ chối việc Zaza đến thăm. Để không để Zaza phát hiện ra sự thật, Jin quyết định đưa Luca Keo đến chỗ của Gosen. Sau phẫu thuật, để Zaza hoàn toàn trở thành Luca Keo, họ không ngừng gieo rắc suy nghĩ vào đầu cô. Nhưng Zaza không hề có bất kỳ ấn tượng nào, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ngay cả người mẹ trước mắt này cô cũng cảm thấy rất xa lạ. Zaza sau khi hoàn thành công việc, đã đến bệnh viện thăm Luca Keo. Lúc này, người anh thấy đã là Zaza sau phẫu thuật, anh hỏi tại sao cô lại phản bội mình. Zaza hoàn toàn bối rối. Lúc này Ji vào và nói rằng Luca Keo chỉ bị mất trí nhớ nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc kết hôn với anh. Nghe đến chuyện kết hôn, Zaza tức giận không thể kiềm chế. Tôi không thể cưới một người đã có ngoại tình với người khác. Vì Luca Keo đã có người khác, nên lễ cưới này sẽ bị hủy bỏ. Ji đã bỏ ra nhiều công sức như vậy nhưng lại nhận về kết quả thế này. Làm sao bà ta có thể chấp nhận buông tay như vậy được? Zaza về nhà vào buổi tối,
nhớ lại từng khoảnh khắc bên Luca kêu. Dù đã bị cắm sừng nhưng anh vẫn không thể buông tay. Ngày hôm sau, Zat đến cuộc họp báo mà Ji mời anh tới. Sau khi xây dựng hình ảnh người mẹ hiền, ngay trước mặt các phóng viên, bà công bố rằng Zat sắp cưới Luca kêu. Ji nhìn vào Zat, người thừa kế của một đế chế bảo hiểm lớn. Nếu anh ta hủy hôn lúc này, rõ ràng là người thiếu trách nhiệm và điều này cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp gia đình. Zat miễn cưỡng đồng ý chăm sóc Luca kêu cho đến khi cô hồi phục trí nhớ. Hàng ngày Zaza làm việc như một người hầu, thậm chí trong chính ngôi nhà của mình cũng phải cúi đầu trước người hầu, trang điểm cho họ, chơi cùng họ. Thậm chí trong bữa ăn, cô còn lịch sự dọn dẹp bát đĩa cho người hầu. Lý do rất đơn giản, bởi vì cô không phải là tiểu thư thực sự, mà là nạn nhân của một âm mưu do mẹ của tiểu thư thực sự sắp đặt, biến cô gái nghèo xấu xí Zaza thành tiểu thư thực thụ Luca kêu. Zat đến đón cô về nhà nhưng không hề nhận ra điều gì khác thường. Tiểu thư giả Zaza ăn món ăn trên bàn và không ngừng phàn nàn rằng chúng quá khó ăn. Những hành động bất thường này của cô đã thu hút sự chú ý của Zat. Cô không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Ji vội vã nhìn Gosen cầu cứu. Gosen giải thích rằng có thể do chấn thương não nên hành vi của Luca kêu bị ảnh hưởng. Sau khi ăn tối, bạn thân từ nhỏ là khoản yêu cầu Zat đẩy xích đu cho Luca kêu, giống như họ từng làm khi còn nhỏ, để giúp cô dần lấy lại ký ức. Do trước đó Luca kêu đã phản bội và bị ép cưới, Zat có phần giận dữ nên đã đẩy xích đu mạnh, thậm chí hỏi cô có thích không. Nhưng người trước mắt này dù sao cũng không phải là Luca kêu thật nên tự nhiên không có cảm giác quen thuộc. Zaza cũng trả đũa bằng cách đẩy Zat, cả hai chơi rất vui vẻ. Lúc này, Zat cảm thấy Luca kêu trước mắt dịu dàng hơn trước nhiều và bắt đầu có cảm tình với cô. Cảnh tượng này vừa lúc bị Ji nhìn thấy, bà cảm thấy đám cưới có hy vọng và Zat sẽ trở thành ngân hàng cá nhân của mình. Gosen không đồng ý vì người dù có mất trí nhớ cũng không mất đi thói quen sống ban đầu. Như hôm nay, hành động của Zaza đã khiến Zat nghi ngờ. Nếu không may mắn một ngày bị phát hiện, cả hai sẽ gặp rắc rối. Nhưng Ji, người phụ nữ tham lam này, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? Bà quyết định thay đổi mục tiêu, sẽ khiến Zat mê mẩn Zaza. Trong khi đó, mẹ của Zaza, vì không có tin tức gì về con gái trong nhiều ngày liền ăn không ngon ngủ không yên, gầy đi trông thấy. May mắn thay, Jin đã chăm sóc bà. Nhớ lại những manh mối mà mình tìm được trong những ngày qua, chính Ji và Gosen đã làm thủ tục chuyển viện, nhưng sau khi chuyển đến bệnh viện thì người bệnh đã biến mất. Họ quyết định sẽ bắt đầu tìm kiếm bằng chứng từ Ji và Gosen. Tối hôm đó, Jin đến nhà Gosen, nhìn qua cửa sổ thấy một bóng dáng quen thuộc, nghi là Zaza, liền trèo tường vào trong. Anh liên tục gõ cửa và hô hào, để chứng minh mình trong sạch, Gosen mở cửa cho anh vào. Nhưng người trong nhà không phải là Zaza, biết mình không đúng, Jin chỉ còn cách rời đi. Nhưng Gosen biết mình đã làm điều tổn thương người khác. Buổi tối, anh ta lại mơ thấy một giấc mơ kinh hoàng. Có câu nói không làm chuyện gì áy náy ban ngày thì ban đêm không sợ ma gõ cửa. Nhưng giấc mơ này lại chứa đựng quá nhiều thông tin. Người đàn ông này sắp bị lừa lấy một khoản tiền sính lễ khổng lồ là 500 triệu. Mà anh ta hoàn toàn không biết rằng Luca kêu thổi nhỏ của mình đã được phẫu thuật thẩm mỹ từ một cô gái nghèo xấu xí và đó là một âm mưu do mẹ Luca kêu sắp đặt. Rất như mọi ngày đến giúp Luca kêu lấy lại trí nhớ, gặp cô tự mình đi mua rau về nấu ăn, anh rất ngạc nhiên. Điều kỳ diệu hơn là cô còn tự tay nấu một bữa ngon. Không như Luca kêu kiêu ngạo trước đây thì mười ngón không chạm nước. Một vụ tai nạn không chỉ khiến cô mất trí nhớ mà còn trở nên đảm đang đến thế. Nhưng Zat không nghĩ nhiều, anh thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh Luca kêu này, thưởng thức những khoảnh khắc như vậy. Anh quyết định quên đi chuyện có một cánh đồng xanh trên đầu trước đây, một lần nữa đeo nhẫn cho cô và bắt đầu lại với Luca kêu mới. Để tình cảm nhanh chóng nồng nhiệt, Zat đưa Luca kêu giả về nhà mình. Buổi tối, không kiềm chế được, anh đến phòng Luca kêu để giải tỏa. Dù sao thì đàn ông cũng cần giải quyết vấn đề sinh lý. Zat đầy khát khao lao đến, nhưng Luca kêu giả lại tránh né một cách ngượng ngùng, khiến Zat tức giận. Trong mắt anh, đó là sự từ chối, sự khinh thường. Anh không ngờ cô nhiệt tình với người khác nhưng lại lạnh nhạt. Anh tức giận xuống giường và bỏ đi. Ngày thứ ba, người hầu như mọi khi đến gọi Luca kêu dậy, nhưng gõ cửa mãi không thấy ai trả lời. Người hầu nghĩ rằng cô vẫn chưa dậy như thường lệ. Người hầu mở cửa vào thì thấy phòng sạch sẽ, gọn gàng, như thể chưa ai ở. Trước đây phòng của Luca kêu chỉ cần ở qua là như bị động đất, đau đầu không chịu nổi. Luca kêu giả thì dậy sớm làm bữa sáng tình yêu cho Zat. Zat vẫn còn giận vì chuyện tối hôm qua, Luca kêu giả để xóa bỏ không khí ngượng ngùng. Không biết làm gì, Luca kêu giả hỏi mình ngày xưa thích ăn gì vào bữa sáng. Zat tỏ vẻ không kiên nhẫn, nói rằng cô không bao giờ dậy trước bữa trưa nên chưa bao giờ ăn sáng. Luca kêu giả tỏ ra khinh thường bản thân mình, thắc mắc tại sao không gọi cô dậy. Zat nói rằng anh có thể chấp nhận điều đó, nhưng không thể chấp nhận việc cô đã khiến anh đội mũ xanh. Cái kết là Luca kêu giả cầm tờ báo trên bàn lên đọc. Hội thảo trao đổi đầu tư thương mại Trung Thái, còn cảm thấy người trên báo rất quen thuộc. Người hầu há hốc mồm, vì trước đây Luca kêu chính là học sinh kém, làm sao có thể biết tiếng Trung. Luca kêu giả muốn tìm lại ký ức, theo thông tin trên báo tìm đến địa chỉ nhưng người ta đã về nước, cô hơi thất vọng. Về đến nhà, Zat nghĩ rằng cô đi hẹn hò với người tình cũ, mắng cô rằng những ngày gần đây dịu dàng chỉ là giả vờ để anh lơ là,
tạo cơ hội cho cô ra ngoài tìm đàn ông khác. Anh còn cảnh báo cô rằng không được phép ra khỏi nhà mà không có sự đồng ý của anh. Luca kêu giả cảm thấy rất ủy khuất khi bị giam lỏng. Vì số tiền sính lễ 500 triệu, Di đã biến người khác thành con gái mình để gả vào hào môn. Để không để kế hoạch hoàn hảo của mình bại lộ, bà ta thậm chí yêu cầu bạn trai thực hiện điện giật lên da da để cô ấy không bao giờ tìm lại được ký ức, trở thành con rối của họ. Go Sơn còn chút lương tâm, tức giận phản đối, nói rằng ông đã giúp bà ta làm hại không biết bao nhiêu người, lần này tuyệt đối không làm hại da da. Di nói nếu một ngày da da lấy lại trí nhớ, sự thật bại lộ, liệu anh ta có còn nói như vậy không? Đến lúc đó cả hai họ sẽ gặp họa, Go Sơn nói, đến khi thực sự cần thiết lúc đó hãy hành động. Luca kêu giả, da da vẫn đang nhìn vào khuôn mặt quen thuộc trên tờ báo, cố gắng tìm lại ký ức. Đối thủ của cô, Pim, đến chuẩn bị mưu hại cô, phá hoại mối quan hệ của cô với Zat. Suy cho cùng, một chàng trai giàu có và đẹp trai như Zat, mọi cô gái đều muốn lấy làm chồng. Pim dối gạt rằng cô có thể giúp anh tìm lại ký ức và hẹn gặp tại khách sạn. Luca kêu giả lẻn ra khỏi nhà, trốn người hầu, tới nơi hẹn. Nhưng người chờ đợi cô lại là nam nhân đã từng hẹn hò với Luca kêu thật, Pet. Pet nói Pim đột nhiên không khỏe, đang nghỉ tại khách sạn và sẽ dẫn cô lên sau. Sau đó, anh ta bịa đặt về cảnh gặp gỡ ban đầu của họ và gọi một ly rượu mạnh, nói đó là thứ mà anh thích nhất trước đây. Luca kêu thử một ngụm, suýt nữa là bay màu, tự hỏi sao mình lại thích thứ rượu khó uống đến thế. Sau đó, Pet nói dối gạt đưa cô lên phòng tìm Pim. Ra ra không hề đề phòng, theo anh ta lên. Dọc đường, Pet cứ sửa soạng ra ra. Pet nóng lòng đến nỗi không chờ đến phòng, đã bắt đầu hành động trên sàn hành lang. Hai người trở về nhà liền cãi nhau một trận. Luca kêu tức giận tát Zat một cái sau đó bỏ đi. Người hầu thấy vậy liền giải thích toàn bộ sự việc với Zat. Trời lúc này đột ngột đổ mưa, Zat nhanh chóng ra ngoài tìm Luca kêu. Zat thấy người Luca kêu toàn máu thì nhanh chóng chạy đến. May mắn đó không phải máu của Luca kêu mà là máu của chú mèo gặp tai nạn. Luca kêu chôn cất con mèo hoang sau khi về nhà. Zat và người hầu tỏ ra khá ngạc nhiên với hành động này vì Luca kêu trước kia rất ghét động vật nhỏ, không biết từ khi nào cô lại trở nên yêu thương chúng đến vậy. Chỉ vài ngày trước, họ còn là cặp đôi hạnh phúc nhất, nhưng giờ đứng trước mặt nhau lại trở thành người xa lạ không quen biết. Jin cảm thấy biểu hiện của Luca kêu giả rất giống Ra Ra, nhưng khuôn mặt thì không phải. Điều này cũng khiến Luca kêu chú ý, cảm thấy hình như mình quen biết người này, liên tục hỏi Jin rằng họ đã gặp nhau trước đó chưa. Jin mới mở miệng, chưa kịp nói gì, thì vua giấm ngàn năm Zat đã đến, lôi Luca kêu giả lên xe. Anh trông có vẻ hơi tức giận, khoản xuất hiện chọc ghẹo Jin, cảnh báo anh đừng có mơ ước không tưởng vì cô ấy đã có bạn trai. Jin nói chỉ cảm thấy có chút quen thuộc mà thôi. Khoảng sau đó nói với anh rằng đó là con gái tổng giám đốc Label, sống ở Mỹ từ lâu và mới trở về nước không lâu, họ chắc chắn không quen biết. Jin không nghĩ ngợi nhiều, trở về nhà. Luca kêu giả suy nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa rồi, cảm thấy khuôn mặt của Jin còn quen thuộc hơn cả khuôn mặt hiện tại của mình. Cô quyết tâm tìm lại ký ức, tìm hiểu mình là ai. Qua khoản, cô có được thông tin liên lạc của Jin, nhưng không ngờ lại biết được rằng vào ngày xảy ra tai nạn, chính cô đã đâm phải bạn gái của Jin là Ra Ra. Jin cũng nhận được video hiện trường tai nạn từ cảnh sát, đưa cho mẹ Ra Ra xem và kể cho bà biết về cuộc gặp với Luca kêu giống hệt Ra Ra ngày hôm nay. Nhưng sau tai nạn, Luca kêu đã mất trí nhớ và gia đình cô còn giấu giếm chuyện Luca kêu gây tai nạn. Jin cảm thấy như ai đó đang cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết về Ra Ra. Mẹ Ra Ra cũng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn và nghe nói khi ở bệnh viện, Jin đã không quan tâm đến con gái mình mà lại ưu tiên xử lý việc chuyển viện cho Ra Ra. Điều này hoàn toàn trái với lẽ thường, khiến cả hai càng nghi ngờ rằng sự mất tích của Ra Ra có liên quan không thể tách rời với Jin. Họ tin rằng khi Luca kêu lấy lại ký ức, sẽ hỏi cô ấy xem có thông tin gì về Ra Ra. Luca kêu giả vì lo lắng Zat tức giận nên đã chủ động thú nhận với anh rằng cô tìm Jin chỉ để tìm lại ký ức. Và Jin đã có bạn gái, chính là người cô đâm phải vào đêm xảy ra tai nạn. Zat rất ngạc nhiên, bởi lúc đó Jin đã nói rằng tai nạn xảy ra do tình cờ đâm vào lề đường. Anh không hiểu tại sao họ lại giấu giếm sự thật. Khi Luca kêu giả nói sau đó Ra Ra đã mất tích bệnh viện và cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy, Zat cảm thấy lạ lùng, luôn cảm thấy có điều gì đó đã xảy ra. Lúc này Di tới gặp họ, Luca kêu giả liền hỏi mẹ tại sao lại giấu chuyện cô lái xe gây tai nạn. Di giật mình, hoảng hốt, Zat lập tức chen vào, nói rằng sau khi được đưa đến Label để điều trị thì Ra Ra đã mất tích. Di giữ bình tĩnh trong 3 giây rồi tự tin nói rằng cô gái đó đã khỏi bệnh và tự mình đi, nhưng không ngờ cô ta lại không về nhà. Dù lời nói dối này có lừa được Luca kêu giả ngây thơ, nhưng không thể lừa được Zat, anh cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Di tìm đến bạn trai mình là Go Sơn, yêu cầu anh phải ngay lập tức thực hiện điện giật lên Ra Ra, khiến cô mãi mãi không thể hồi phục trí nhớ. Sau đó nhanh chóng kết hôn với Zat để lấy tiền sính lễ, vì chủ nợ mới đến đòi nợ và còn tăng lãi suất vay vì bà ta có một con rể giàu có. Go Sơn từ chối giúp Di, nên bà ta sẽ quyết định tự giải quyết. Hai người ban đầu chỉ đến nghỉ dưỡng, nhưng không ngờ suýt mất mạng tại đây. Tất cả đều do mẹ của nữ chính, Di, lên kế hoạch. Di nói dối tổ chức một bữa tiệc và yêu cầu Zat giúp bà ta kiểm tra địa điểm.
Jad mang theo Luca kêu giả để cùng đi nghỉ. Khi đến khách sạn, Luca kêu giả thấy người nhân viên đưa hành lý vào một phòng, vội vàng giải thích rằng mình không ngủ ở đây. Nhưng người nhân viên nói họ chỉ đặt một phòng. Luca kêu giả cho rằng Jad cố ý muốn cô ở chung, nhưng Jad tỏ ra rất thích thú, nói rằng mình không phiền khi có thêm người nằm cạnh. Luca kêu giả cảm thấy bất ngờ. Lúc này có lẽ cô đang nghĩ làm sao trên đời này lại có người chơi chẽn đến thế. Còn Jad, vì mưu kế đã thành nên mỉm cười danh mãnh. Nhưng việc được nhìn thấy biển khiến Luca kêu giả rất vui vẻ, bởi cô thực chất là Zaza, người lớn lên bên bờ biển. Jad dẫn Luca kêu giả đi bơi, cởi áo sơ mi lộ ra cơ bắp săn chắc, dáng vóc quả là khiến người ta trầm trồ. Khi cởi quần ra, Luca kêu giả đỏ mặt, ngượng ngùng che mặt tránh né. Dù miệng nói không nhưng mắt lại không kìm được muốn nhìn. Tối hôm đó, Luca kêu giả vẫn liên tục hỏi lễ tân xem còn phòng trống không. Dù vui đùa thế nào, Jad vẫn rất tôn trọng Luca kêu giả, lịch sự ngủ riêng. Mối quan hệ giữa họ cũng đã tốt hơn rất nhiều so với trước. Vào nửa đêm, Luca kêu giả bất ngờ nhận được video tai nạn do Jin gửi. Sợ làm phiền Jad nghỉ ngơi, cô ra ngoài xem và cố gắng lấy lại một chút ký ức, cho tôi xem điện thoại. Mẹ của cô từ đầu đã cho người theo dõi, lo sợ cô hồi phục trí nhớ nên yêu cầu người này cướp điện thoại và xóa video. Lúc này làm sao có thể thiếu cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Jad xuất hiện đúng thời gian do đạo diễn quy định. Trong lúc tranh chấp, đối phương vô tình đâm trúng anh nhưng may mắn không trúng chỗ hiểm, không có gì nghiêm trọng. Nhìn Luca kêu giả khóc vì lo lắng cho mình, Jad lại cảm thấy vết thương này xứng đáng. Luca kêu giả vì cảm thấy có lỗi nên mỗi ngày đều chăm sóc Jad rất tỉ mỉ và chu đáo. Điều này khiến Jad, người vốn quen với việc một mình chịu đựng, bỗng nhiên cảm thấy được đáp lại, cảm nhận được tình yêu. Anh quyết định hoàn toàn tha thứ cho quá khứ đen tối của cô, không kìm được mình chìm đắm trong hạnh phúc hiện tại. Di đến thăm con gái thực sự của mình là Luca kêu, nhưng lại tỏ ra rất lạnh lùng. Bác sĩ đề xuất sử dụng loại thuốc mới mà ông đang phát triển, tỷ lệ tỉnh lại có thể đạt đến 80%, nhưng Di từ chối. Cho rằng thuốc chưa được chứng nhận có thể có tác dụng phụ, nên bà thà con gái mình từ từ hồi phục còn hơn là mạo hiểm. Thực tế, Di không muốn con gái mình tỉnh lại, nếu Luca kêu thật tỉnh lại, mọi thứ sẽ bị phá hủy. Sau khi họ rời đi, bác sĩ John gọi điện cho người sản xuất loại thuốc mới, chuẩn bị sử dụng Luca kêu làm thử nghiệm. Jin tìm đến Khoản để nhờ giúp tìm kiếm manh mối. Sau khi kể lại mọi chuyện, Khoản cũng cảm thấy có nhiều điểm nghi vấn. Khoản đồng ý giúp đỡ. Khi về nhà, anh bắt đầu tìm kiếm thông tin có thể có trong đống tài liệu của cha mình. Nhưng không may làm rơi một bức ảnh. Đang chuẩn bị nhặt lên thì cha anh xuất hiện hỏi anh vào làm gì. Khoản nói dối rằng cô mới mở một spa và muốn tìm một số sách về lĩnh vực này để đọc. Go Sơn nói để mình tìm giúp vì nơi này bụi bặm quá nên yêu cầu con gái ra ngoài trước. Ông nhặt lên bức ảnh là hình ông thời trẻ chụp cùng Di và một người khác không rõ danh tính. Một người đàn ông sau khi làm chuyện ấy với bạn gái tối qua, lại phát hiện ra cô ấy không phải là bạn gái thời thơ ấu mình yêu suốt mười mấy năm. Anh nhớ lại kỹ năng lái xe thuần thục của bạn gái, còn người phụ nữ trước mắt lại có vẻ không quen thuộc, thậm chí tối qua còn là lần đầu của cô ấy. Điều này càng khiến Jad tin chắc rằng cô không phải là Luca kêu thật. Khi về nhà, Jad kể chuyện này cho cha mình và cha anh cũng cảm thấy Luca kêu hiện tại khác lạ, không giống như trước, nhưng lại dễ mến hơn trước. Điều Jad không hiểu là, nếu đó là người khác, tại sao lại giống hệt như một cặp song sinh? Vậy người này là ai? Cha anh nói với Jad rằng Di lại đến thúc giục hôn lễ hôm nay, có lẽ muốn sớm lấy tiền sính lễ. Nhưng Jad không muốn kết hôn với một người không rõ danh tính, quyết định để mọi thứ diễn ra tự nhiên và trì hoãn đám cưới cho đến khi làm rõ mọi chuyện. Di, để không bị nghi ngờ, vẫn định kỳ đến thăm con gái mình ở sở thú, nhưng vẫn tỏ ra rất lạnh lùng. Không lo lắng cho tình hình bệnh tật và còn phàn nàn về việc may mắn cha cô để lại di sản, nếu không hàng ngày chi phí lớn như vậy thật khó mà gánh nổi. Bác sĩ John lấy cớ đuổi y tá đi, tìm vị trí tránh camera. Sau đó lấy ra loại thuốc mới mà ông đã yêu cầu nghiên cứu và sản xuất, tiêm vào Luca kêu. Trên đường về, Di xem qua camera giám sát trên điện thoại và phát hiện ra rằng bác sĩ John đã đứng lưng về phía camera trong thời gian dài, có vẻ như đang làm gì đó với Luca kêu. Go Sơn cho rằng đó chỉ là kiểm tra bình thường, nhưng Di cảm thấy rất nghi ngờ. Bà ta thắc mắc tại sao phải kiểm tra mà cần phải che khuất camera và còn mất thời gian lâu như vậy. Di không yên lòng, lập tức bảo tài xế quay lại. Di vội vã chạy vào hỏi bác sĩ đang làm gì. John rất bình tĩnh giải thích rằng do việc truyền nước lâu ngày khiến mạch máu hơi sưng nên ông đã thay đổi vị trí tiêm. Ông tỏ ra không hiểu vì sao Di lại lo lắng như vậy. Di cảnh báo nếu ông dám chơi trò với bà, ông biết hậu quả sẽ thế nào. John giả vờ không biết gì và vẫn khẳng định ông biết mình đang làm gì, biết điều gì nên làm và không nên làm. Sau khi Di rời đi, John thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, tay Luca kêu cũng bắt đầu có chút động tác. Có vẻ như loại thuốc mới đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Khoản lợi dụng lúc cha mình vắng nhà, lẻn vào văn phòng tìm kiếm hồ sơ nhập viện của Zaza. Nhưng trong máy tính chỉ có hồ sơ của Luca kêu và đó là một thư mục đã được mã hóa, không thể mở được. Khoản đành phải chụp lén thông tin cơ bản về việc nhập viện của Luca kêu. Đúng lúc đó, cha cô trở về, sắp mở cửa vào phòng. Khoản lo lắng không biết phải giải thích thế nào nếu bị bắt gặp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, như có phép màu từ trên trời,
vợ chủ nợ của Di bất ngờ xuất hiện, nói rằng mũi mình bị lệch và muốn bác sĩ Gosen kiểm tra. Khoản cũng lợi dụng cơ hội nhanh chóng lẻn ra ngoài, nhưng tình cờ lại bị Di nhìn thấy đang lảng vảng, cảm thấy rất đáng ngờ. Di liền tìm Gosen, yêu cầu ông để ý con gái mình. Gosen cho rằng Di đang suy nghĩ quá xa, con gái ông chỉ đến để cùng ăn cơm mà thôi. Di hy vọng đó là sự thật và bảo Gosen xử lý tốt, đừng gây rắc rối. Gosen cảnh báo Di rằng đó là con gái ruột của mình, đừng làm gì quá đáng. Nhưng Di, người phụ nữ tàn nhẫn và không từ thủ đoạn vì mục tiêu của mình, sẵn sàng hại chính con gái mình nếu cô trở thành trở ngại, huống chi là người khác. Di hỏi bác sĩ John tại sao ông sẵn sàng bay nhiều lần mỗi tuần để chăm sóc con gái mình, trong khi tiền thù lao không nhiều. John nói rằng ông làm vì dự án nghiên cứu về bệnh nhân hôn mê của mình. Khi Luca kêu giả giúp người hầu chuẩn bị đồ ăn cho khách nhà, vì biết tiếng Trung nên vô tình nghe được khách hàng quyết định ký hợp đồng với công ty khác. Cô liền tìm Zat và cha anh, thông báo về nhu cầu của khách hàng và cuối cùng hợp đồng được ký kết thành công. Trợ lý khách hàng khen Luca kêu giả bằng tiếng Anh rất xinh đẹp và chúc họ sớm có con. Nhưng Luca kêu giả không hiểu gì cả, hỏi Zat người đó nói gì. Zat phát hiện cô biết tiếng Trung nhưng không biết tiếng Anh, trong khi Luca kêu từ nhỏ đã du học tại Mỹ, tiếng Anh nói còn trôi chảy hơn cả tiếng quốc gia. Luca kêu giả cũng cảm thấy lạ lùng, đề nghị đến bệnh viện kiểm tra đầu. Bác sĩ bảo Zat mọi thứ đều bình thường, nhưng thuốc Luca kêu giả đang uống không phải để chữa trị thần kinh hay chăm sóc não, mà là thuốc hỗ trợ tim mạch. Zat thông báo cho Luca kêu giả rằng mọi thứ đều ổn, chỉ cần chăm sóc đúng cách là được. Bác sĩ dặn dò Luca kêu giả chỉ dùng thuốc kê ngày hôm nay, còn những thuốc ở nhà thì bỏ hết đi. Luca kêu giả lúc này vô cùng bối rối, không hiểu chuyện gì xảy ra. Vì Luca kêu giả không thích ăn những bữa ăn sang trọng mà lại thích đồ ăn vỉa hè, nên không tự chủ được mà dẫn Zat đến cửa hàng mỹ phẩm của mình. Nhưng do cô mất tích, cửa hàng đã được mẹ cô đổi thành quán ăn nhỏ. Mẹ Zaza và các nhân viên trong cửa hàng nhìn thấy cách cư xử của cô gái trước mắt, đều thấy rất giống con gái mình, Zaza. Còn Zat thấy Luca kêu giả lần đầu đến đây nhưng lại tỏ ra rất quen thuộc, cũng bắt đầu nghi ngờ cô có mối liên hệ gì đó với nơi này. Di lại một lần nữa thúc giục hôn lễ để nhanh chóng nhận tiền sính lễ, nhưng Luca kêu giả bày tỏ rằng cô sẽ không kết hôn cho đến khi lấy lại trí nhớ. Điều này gần như khiến Di điên lên. Sau khi bày trận lớn như vậy, cô lại nói không kết hôn ư? Di bùng nổ, nói nếu không kết hôn thì không cần ở đây nữa, yêu cầu cô ngay lập tức thu dọn đồ đạc về nhà. Di tức giận đến mức gần như phát điên. Ban đầu bà nghĩ Luca kêu giả sẽ nhu mì và dễ kiểm soát, nhưng không ngờ tính cách lại cứng đầu giống hệt Luca kêu thật. Gosen yêu cầu bà bình tĩnh, cho rằng bà đang ép quá mức. Ông khuyên Di để họ tự quyết định cuộc sống của mình, nhưng Di không phải người dễ dàng thỏa hiệp. Zat cuối cùng nhận ra rằng người bạn thân từ nhỏ ngủ cạnh mình mỗi đêm chính là Zaza, cô gái nghèo xấu xí đã mất tích từ lâu. Vào sáng hôm nay, Zat và Luca kêu giả lại đến cửa hàng của dì mẹ Zaza. Luca kêu giả cảm thấy rất áy náy về việc mình từng gây tai nạn cho Zaza dẫn đến việc cô ấy mất tích. Zat hỏi dì mẹ Zaza liệu đã nhận được tiền bồi thường hay chưa. Dì mẹ Zaza cho biết Di chỉ đến một lần, hỏi về việc Zaza biết nói tiếng Trung phải không chứ không phải để trả tiền bồi thường. Lúc đó Di còn thắc mắc tại sao Di lại biết Zaza biết tiếng Trung, nhưng vì quá lo lắng cho con gái nên không nghĩ ngợi nhiều. Luca kêu giả đang nhìn TV, cảm thấy thiếu thứ gì đó, tự nhiên đi lấy đồ ăn vặt và bắt đầu ăn. Cả ba người họ đều ngạc nhiên. Zat cũng trở nên cảnh giác, bắt đầu nghi ngờ về việc Luca kêu giả biết tiếng Trung và mỗi lần đến nhà mẹ Zaza đều quen thuộc như ở nhà mình. Anh chụp ảnh Zaza để so sánh sau khi trở về. Còn Jin cũng phát hiện ra manh mối, cùng khoản đến cơ sở thẩm mỹ, sau khi bác sĩ và Zat so sánh ảnh đã phát hiện hai người giống nhau đến ngạc nhiên. Tối hôm đó, Zat lợi dụng lúc Luca kêu giả đi vệ sinh, lấy cốc có dấu vân tay của cô gửi đến cảnh sát để kiểm tra. Cuối cùng, qua xác minh của cảnh sát, Zat nghe được tin sốc, dấu vân tay không phải của hôn thê của mình là Luca kêu, mà là của Zaza. Trở về nhà nhìn cô gái trước mắt, Zat không tự chủ được mà muốn bảo vệ cô. Sau thời gian này bên nhau, anh dường như đã yêu Luca kêu giả, tức là Zaza, người dịu dàng và chu đáo. Zat ngay lập tức tuyên bố quyền sở hữu, mở kết sắt, bên trong đặt hàng triệu tiền mặt dùng cho chi tiêu hàng ngày và dự phòng, cùng các trang sức dành cho các sự kiện hàng ngày. Anh nói cho Zaza biết mật khẩu và bảo cô từ nay quản lý mọi thứ trong nhà. Zaza cũng thực sự trở thành chủ nhân của ngôi nhà này. Trong buổi tiệc cuối tuần, Di nhìn thấy Luca kêu giả chọn món ăn có khẩu vị rất giống Zaza. Khoản vô tình hỏi Luca kêu giả liệu có bao giờ nghĩ mình là người khác không. Di cũng nói rằng nhiều thói quen trên người cô rất giống Zaza. Zat vội vàng phủ nhận, nói đó chính là Luca kêu, chỉ là mất trí nhớ mà thôi. Để bảo vệ sự an toàn của Zaza, Zat phải giữ bí mật trước tiên, bởi anh chưa biết Luca kêu thật ở đâu, cần phải làm rõ âm mưu của Di. Luca kêu thật vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ John hàng ngày không ngừng tiêm thuốc mới. Trong lúc không may làm rơi một lọ thuốc, John đang chuẩn bị nhặt lên thì Di tức giận bước vào. Gosen thấy lọ thuốc trên sàn nhưng không nói ra, chỉ lẳng lặng đạp lên để tránh Di phát hiện. Có lẽ ông biết ý định của bác sĩ John muốn cứu Luca kêu. Di đi thẳng đến giường bệnh của con gái, tức giận rút ống dưỡng khí ra, sau đó siết cổ con gái muốn giết cô. Bác sĩ John kịp thời ngăn cản và hỏi tại sao lại đối xử như vậy với con gái ruột của mình.
Ji, tổng giám đốc của tổ chức làm đẹp lớn nhất Thái Lan, lại nói rằng bà không còn tiền để chữa trị cho con. Hóa ra, chỉ 2 giờ trước, chủ nợ Bình Phan và vợ đã đến. Do Ji không có khả năng trả nợ đúng hạn, họ quyết định mua lại label. Và ngay lập tức, vợ của chủ nợ bắt đầu cải tạo label. Ji đã dành cả trái tim để xây dựng nơi này, nhưng giờ nó dễ dàng bị người khác chiếm đoạt và phá hủy, giận dữ không biết xả ở đâu. Áp lực lớn khiến Ji giận dữ chút hết lên con gái. Dưới danh nghĩa nghiên cứu y học, John đề nghị miễn phí toàn bộ chi phí, cứu sống Luca kêu trong lúc hai bên đều có lợi. Bác sĩ này chỉ vài giây trước còn tiêm thuốc cho bệnh nhân hôn mê, giây tiếp theo lại ngồi lịch lãm tại quán cà phê, khiến người ta sững sờ, hàm rơi xuống vì ngạc nhiên. Chính sáng nay, Ji nhờ khoản mời Luca kêu giả ra ngoài để tìm hiểu thêm về cô, quan sát thói quen của cô. Mọi người chơi đùa trong vườn thú, Luca kêu giả không tự chủ mà hát lên bài hát chỉ có Zaza mới biết. Điều này khiến Jin tin rằng cô gái trước mắt chính là Zaza, anh lao đến hỏi han điên cuồng. Nhưng Zaza tiến đến ngăn cản họ nhận ra nhau, nói với Jin rằng đó là hôn thê của mình, Luca kêu, không phải Zaza. Hai người liền lao vào ẩu đả vì một người phụ nữ. Zaza không muốn họ nhận ra nhau, không chỉ vì an toàn của Zaza mà còn vì anh đã yêu Luca kêu mới, tức Zaza, sợ cô rời xa mình. Luca kêu giả can ngăn và Zaza đưa ra lời đe dọa rồi rời đi. Hai người sau đó vào một cửa hàng nghỉ ngơi, tình cờ gặp bác sĩ John đang mua cà phê. John vô tình nhìn thấy họ, không tin nổi vào mắt mình, tiến lên hỏi han với tò mò. Zaza tưởng đó là những mối quan hệ tình ái mà Luca kêu thực sự để lại khắp nơi, nói rằng anh nhận nhầm người rồi kéo Luca kêu giả đi. Zaza nhận thấy bác sĩ John vẫn theo sau họ. Zaza cảm thấy có điều bất thường, quay lại hỏi bác sĩ liệu có biết một cô gái giống hệt như vậy ở đâu không. Bác sĩ dường như cũng hiểu rằng cô gái trước mắt không phải là Luca kêu, không biết người này là bạn hay kẻ thù, nên quyết định tránh đi. Zaza nghi ngờ bác sĩ biết chỗ ẩn náu của Luca kêu thực sự, liền sai thám tử tư điều tra nơi ở của bác sĩ. Trong khi đó, bác sĩ John cũng bắt đầu lén lút tìm kiếm trên mạng, phát hiện tin tức một tháng trước về việc Luca kêu tham gia sự kiện. Nhưng một tháng trước, Luca kêu vẫn nằm đây chưa tỉnh lại. Anh ta tỏ ra hoàn toàn mất phương hướng, bắt đầu nghi ngờ mối liên hệ giữa Luca kêu mà anh vừa gặp và Luca kêu đang được điều trị. Jin nói với khoản rằng anh ta chắc chắn Luca kêu hiện tại là Zaza, cho rằng Luca kêu thực sự có thể đã chết trong tai nạn và Zaza đã được phẫu thuật thẩm mỹ thành Luca kêu để lấy tiền sính lễ khổng lồ. Khoản phản bác, nói rằng cha mình và Ji không thể làm những việc phạm pháp như vậy. Jin thách thức anh tìm chứng cứ bác bỏ giả thiết của mình. Khoản lại vào phòng làm việc của cha, sau nhiều lần thử cuối cùng mở được thư mục mã hóa, nhưng phát hiện không có dữ liệu về phẫu thuật sửa vết thương mà chỉ là phẫu thuật thẩm mỹ tai và mũi. Khoản, một chuyên gia làm đẹp, lập tức nhận ra sự thật, sao lưu dữ liệu liên quan. Luca kêu giả bất ngờ xông vào hỏi cô đang làm gì, cô nói dối là đang mượn máy tính của cha để tải tài liệu. Sau đó cô kiểm tra mũi của Luca kêu, thực sự phát hiện có vết sẹo nhỏ. Khoản hỏi cha mình Luca kêu đã phẫu thuật những gì, có phẫu thuật mũi và tai không. Gosen nói chỉ là phẫu thuật nhỏ ở cằm, không chạm vào chỗ khác. Nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của cha, Khoản biết cha mình đang nói dối. Liệu cô có tiết lộ sự thật cho Jin hay không? Người phụ nữ tàn nhẫn này đang giết chết con gái mình với đôi tay của mình chỉ vì lo sợ con gái tỉnh, lại sẽ phá hủy âm mưu mà bà ta đã lên kế hoạch từ trước và không thể lấy được số tiền cưới khổng lồ. Bác sĩ John một lần nữa kịp thời đến ngăn chặn. Và Ji hoàn toàn không biết rằng Luca kêu lúc này đã tỉnh lại. Cô nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy sát khí, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự căm ghét và ác độc, ánh nhìn khiến người ta sởn gai ốc. Ji cho rằng John luôn làm hỏng mọi chuyện của bà, nên đã trả cho anh ta một khoản tiền và nói rằng sau khi bị sa thải thì đừng quay lại nữa. John biết rằng Luca kêu lần này có thể sẽ không may mắn, nên nảy sinh ý định cứu cô. Khi ông ra ngoài lấy xe, thám tử riêng của Zaza vô tình nhìn thấy và theo dõi bác sĩ đến biệt thự. Zaza nhận được vị trí và vội vã đến nơi, lẻn vào biệt thự và quan sát từ bóng tối. Lúc này, y tá lật người Luca kêu trên giường bệnh, Zaza như chết lặng, biểu hiện giống hệt emoji thứ 5 trong điện thoại của bạn. Đây chẳng phải chính là Luca kêu thật mà anh đã tìm kiếm từ lâu sao? Để cứu Luca kêu thành công, Zaza quyết định gọi cảnh sát. Ji cũng nghe được tin tức và vội vã đến giải thích mục đích của mình. Dù Ji có trăm lý do không muốn, nhưng vì có cảnh sát ở đó nên bà không thể không cho phép. Lúc này Ji như kiến đang bò trên chảo nóng, lo lắng không yên. Nếu Luca kêu bị phát hiện, số tiền cưới 500 triệu của bà sẽ hoàn toàn biến mất. Khi Zaza chuẩn bị mở cửa, Ji lại cố gắng ngăn chặn, nói rằng người trong phòng bị bệnh truyền nhiễm, không thể vào. Nhưng Zaza hoàn toàn không tin vào lời của Ji. Sau khi vào nhà, Zaza đứng như trời trồng, ngạc nhiên khi không thấy Luca kêu vừa ở trên giường lại một lần nữa biến mất. Ji và Gosen cũng rất kinh ngạc. Hóa ra, trước khi cảnh sát đến, John đã cắt ghép video và Luca kêu, sau khi biết chuyện sự phản bội của hôn phu, lòng hận thù trong cô bùng phát, quyết định ra ngoài trả thù. Cô lặp đi lặp lại việc tập luyện phục hồi, ngã nhiều lần nhưng lại đứng dậy tiếp tục luyện tập, sự hận thù khiến cô kiên trì. Cuối cùng, cô đã đứng dậy, học được cách đi bộ. Luca kêu giả hỏi Zaza tại sao Jin luôn cho rằng cô là Zaza. Zaza bảo cô đừng nghĩ nhiều, chờ mọi chuyện kết thúc, anh sẽ nói hết mọi thứ. Lúc này, bác sĩ John đi ngang qua, Zaza vội vàng đuổi theo.
Khi đến ngã tư, anh mất dấu bác sĩ nên nhắc Luca kêu giả ngồi trong xe đừng đi lung tung, rồi xuống xe tìm John. Luca kêu thật ở lầu trên nhìn thấy Zaz xuống xe. Luca kêu thật không thể tin vào người trước mặt mình, giống y hệt cô, là Zaza, trách cứ tại sao lại giả mạo mình. Zaza kể hết mọi chuyện, mình cũng rất vô tội, tỉnh dậy sau tai nạn mất trí nhớ và mọi người đều nói cô là Luca kêu. Lúc này Luca kêu mới biết mọi chuyện do mẹ mình sắp đặt. Khi thấy chiếc nhẫn cưới trên tay Zaza, cô càng tức giận, lao vào siết cổ Zaza muốn giết cô. Hai người xung đột, Luca kêu đẩy đầu Zaza xuống bàn. Zaza dùng hết sức lực đẩy Luca kêu ngã xuống. Zaz cố gắng liên lạc với Zaza nhưng không ai nghe máy, cả vị trí cũng không tìm được. Đúng lúc Zaz đang lo lắng muốn gọi cảnh sát, Luca kêu trở về. Ánh mắt lạnh lùng của Luca kêu không hề mang lại cảm giác ấm áp, cô lạnh lùng trả lời rằng không có gì. Mặt khác, bác sĩ John trở về nhà và thấy nơi đây như đã xảy ra cuộc ẩu đả, phát hiện Luca kêu đang hôn mê trên giường với nhịp tim nhanh như đã được tiêm một lượng lớn thuốc. Anh vội vàng ra ngoài mua thiết bị chuẩn bị cứu chữa. Đúng lúc này, Di, người đang tìm kiếm John, phát hiện ra cô. Sau khi lên lầu, Di thấy Luca kêu đã được John cứu. Bà bắt đầu đóng vai người mẹ tốt, tỏ ra quan tâm. Bà giả vờ rửa tay sạch sẽ, nói rằng bà cũng là nạn nhân vì nợ nần. Lúc này cô gặp tai nạn trở thành người hôn mê, bà đành phải phẫu thuật ra da giống hệt Luca kêu để cưới Zaz, lấy tiền cưới trả nợ. Bà dự định sau khi Luca kêu hồi phục sẽ lén đưa cô trở về. Luca kêu thật nghe được sự thật nhưng không thể chấp nhận, không thể tin được sự tàn nhẫn đến vậy. Bác sĩ John trở lại và phát hiện, đuổi theo họ đến biệt thự, tìm thấy Zaza, nhưng lại bị Di tiêm một lượng lớn thuốc an thần. Không thể đánh thức được Zaza, John chuẩn bị đưa cô đi thì Di bất ngờ xuất hiện. Bà ta giả vờ nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào giữa hai người, nói rằng bà chưa bao giờ quên anh. John trở nên bối rối, còn Di lại tiếp tục bịa đặt về những năm tháng đau khổ mà bà đã trải qua, nhưng tình cảm dành cho anh không hề thay đổi. John, người đàn ông ngây thơ, dần mất cảnh giác và thực sự tin lời Di, nghĩ rằng mình đã hiểu lầm bà. Họ không kiềm được mà ôm nhau. Lúc này, Di lại cười đầy ác ý, anh cũng sẽ không bao giờ quên Di, cho đến khi chết. Zaza chứng kiến toàn bộ cảnh này. Tối hôm đó, với sự giúp đỡ của bạn trai, Zaza đã ném xác vào hồ cá sấu. Thực sự là một bộ phim phá vỡ mọi giới hạn. Người phụ nữ còn đi hẹn hò với trai trẻ ngay trước lễ cưới, còn hôn phu phát hiện ra nhưng lại thờ ơ, bởi vì sáng nay trong bữa ăn, Zaz đã nhận ra điều bất thường. Ai lại cho tương ớt vào mì hủ tiếu chứ? Zaz mì hủ tiếu đương nhiên phải thêm tương ớt. Biết rằng người trước mắt chính là Luca kêu thật đã trở lại, khoản vì lương tâm không cho phép đã đưa cho Zaz bản ghi chép về ca phẫu thuật biến Zaza thành Luca kêu của cha mình. Nhưng Zaz đã biết từ lâu và xóa bỏ hồ sơ, nói rằng không định truy cứu trách nhiệm của chú. Anh cũng thú nhận với họ về việc Zaza mất tích và Luca kêu trở lại, quyết định ưu tiên tìm Zaza. Khoản bày tỏ sẵn lòng giúp đỡ hết mình. Khi trở về nhà, khoản phát hiện dấu máu trên giày của cha mình nên nhờ Zaz giúp điều tra. Mọi người đều nghi ngờ Gosson đã giết John và sự mất tích của Zaza cũng có liên quan đến ông. Để cứu Zaza càng sớm càng tốt, khoản đã lắp thiết bị theo dõi trên xe của cha mình. Qua đó phát hiện Zaza vẫn bị giấu tại biệt thự trong sở thú, nhưng lần này có nhiều thành viên xã hội đen canh gác, việc cứu Zaza sẽ gặp khó khăn. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định sử dụng lễ đính hôn đơn giản như một màn che mắt để làm sao lãng Di, rồi cho Jin dẫn cảnh sát đến cứu Zaza. Phải nói rằng trí tuệ của cha con họ đều hoàn hảo. Ngày lễ đính hôn, khoản để không bị quấy rối trong lễ đã lấy đi điện thoại của cha mình và Di, sau đó tắt máy để tránh liên lạc với người trong biệt thự. Di không mấy hài lòng, nhưng nhìn thấy trên bàn 10 triệu tiền mặt, vàng, trang sức, sách mà Zaz chuẩn bị, cũng lơ là cảnh giác. Mắt Di sáng rực, lòng vui sướng như nở hoa, nghĩ rằng cuối cùng số tiền cưới 500 triệu cũng sắp vào tay mình. Bà nóng lòng muốn Zaz đeo nhẫn cho Luca kêu để chuyện trở nên chắc chắn, nhưng đúng lúc đó, tai nạn đã xảy ra. Chủ nợ Bình Phan và vợ tới không mời mà đến, cha hỏi Di vì sao kích động con trai mình lấy trộm hợp đồng vay. Di không hề biết rằng bản hợp đồng đó đã không còn giá trị, vì không thể trả nợ nên đã chuyển đổi thành cổ phần của Label. Di suýt nữa tức chết. Di dẫn cảnh sát đến biệt thự, người canh gác thấy xe cảnh sát vội vàng gọi điện cho Di, nhưng không thể liên lạc được, đành để cảnh sát vào. Sau đó, họ ra lệnh cho thuộc hạ giết chết Zaza, nhưng Di kịp thời cứu cô. Người y tá trung thành cũng vội vàng liên lạc bí mật với Di, gọi điện báo tin cho Di. Cái quái, không ngờ Di còn giữ một bí mật, bà ta mang theo hai điện thoại. Khi Di chuẩn bị nghe điện thoại, chủ nợ Bình Phan giật lấy và đập vỡ điện thoại, tra hỏi tại sao lại lợi dụng con trai mình. Phải nói rằng anh ta thật sự giúp ích lớn. Lúc này, cha con Zaz cùng nhận được cuộc gọi, biết Zaza đã được cứu an toàn nên hủy bỏ lễ đính hôn. Do tội danh giam giữ Zaza, Di và Gosson bị cảnh sát bắt để điều tra. Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, bác sĩ Gosson nhận hết mọi tội lỗi. Vì khoản đã giúp đỡ trước đó, nên Zaz bảo lãnh cho Gosson ra ngoài nhưng thu hồi giấy phép hành nghề của ông. Luca kêu sau khi được điều trị cũng đã hồi phục trí nhớ và nhận ra mẹ mình. Zaz lo lắng rằng Zaza sau khi hồi phục trí nhớ sẽ quên mất anh, nhưng may mắn là Zaza vẫn nhớ anh, nhớ những điều họ đã trải qua và yêu anh sâu đậm. Ông Bình Phan cũng bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền nhưng nhanh chóng được thả do quan hệ và mất quyền tranh cử, thậm chí càng hận Di hơn.
Đúng lúc này, trợ lý của Di vì tham lam đã tự phơi bày, có chứng cứ chứng minh Go Sơn đã gánh tội thay và sẵn lòng cung cấp. Tối hôm đó, trợ lý đến văn phòng của Di chuẩn bị sao chép tài liệu nhưng bị Di phát hiện và chuẩn bị bịt miệng. Ngày hôm sau, cảnh sát điều tra kết luận rằng nguyên nhân tử vong là do tai nạn ngã, nhưng Bình Phan không tin là một sự trùng hợp như vậy, nghi ngờ Di đã ra tay. Còn Pat cũng nhận ra mình bị Di lợi dụng. Pat đến nhận lỗi, nhưng lại bị cha mình mắng là ngốc nghếch, cộng thêm những lời châm chọc và thêm dầu vào lửa của vợ Bình Phan, Pat quyết định chứng minh cho cha mình thấy rằng mình không phải vô dụng. Anh ta đến văn phòng của Di, chỉ súng vào bà để đòi công lý cho cha. Lúc này, Pat cực kỳ mất bình tĩnh, dù Di nói gì cũng vô ích. Trong lúc giằng co, Pat vô tình làm Di bị thương, Pat vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, mẹ kế của anh ta cũng vào, thấy cảnh tượng này cũng hoảng loạn, vội vã khuyên anh tự thú. Pat vốn đã chịu đựng sự áp bức của mẹ kế, lúc này, cảm xúc hận thù không thể kiểm soát trỗi dậy. Pat mất lý trí, bắn liên tiếp vào mẹ kế, sau đó tạo ra hiện trường giả là mẹ kế đã giết Di rồi tự sát. Anh ta vội vàng bỏ trốn, Go Sơn cũng nhận được cuộc gọi về việc Di bị bắn, vội vàng đến bệnh viện. Khi người phụ nữ sống sót, tỉnh lại, điều đầu tiên cô quan tâm là liệu nhóm máu của mình có bị lộ hay không. Bạn trai cô mới nhận ra đã xảy ra chuyện lớn. Ngay sau khi Go Sơn đến bệnh viện, bác sĩ thông báo bệnh nhân mất máu quá nhiều, tình hình rất nghiêm trọng. Go Sơn lo lắng, nói với bác sĩ rằng Di có nhóm máu hiếm, đã liên hệ với bạn bè ở bệnh viện khác chuyển đến, yêu cầu nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật. Tình cờ cha của Zat nghe thấy và cảm thấy nghi ngờ, vì ông nhớ rằng Di cùng nhóm máu B với mình. Khi sinh Luca kêu, do mất máu nhiều, ông còn đã hiến máu, sao bây giờ lại thành nhóm máu hiếm? Cha con họ bắt đầu nghi ngờ người nằm trong phòng không phải là Di, nhưng không nói ra tại chỗ. Ở phía bên kia, du khách tại vườn thú Go Sơn phát hiện ra xương người trong ao cá sấu. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường để thu thập chứng cứ. Tiếp đó, Zat được biết rằng hộp sọ được phát hiện là của bác sĩ John và trong quá trình dọn dẹp hiện trường, cảnh sát còn phát hiện ra một bộ hài cốt đã chết hơn 10 năm. Hiện các chuyên gia pháp y đang tiến hành xác minh. Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ Go Sơn để thẩm vấn, nhưng Go Sơn vẫn thay Di, chịu trách nhiệm cho tất cả tội lỗi. Tuy nhiên, Zat không tin rằng mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Ngày hôm sau, ông mời Di ăn tối để lấy dấu vân tay xác minh, nhưng Di, người đã trải qua nhiều sóng gió, đã nhận ra mục đích của cha con họ và đã chuẩn bị từ trước. Cẩn thận như vậy, ông không để lại bất kỳ dấu vân tay hay vật liệu liên quan đến DNA nào. Nhưng điều này lại càng khiến cha con Zat chắc chắn rằng Di có vấn đề. Zat đã thuê thám tử tư điều tra những nữ nhân viên đã từng làm việc với Di tại Label hơn 10 năm trước để xem có ai mất tích hay không thể liên lạc được. Họ hy vọng tìm thấy manh mối từ đó. Qua điều tra, không có giấy tờ chứng minh cái chết, nhân viên điều tra đã phát hiện từ bệnh viện một người. Cô ấy có dáng vẻ và ngoại hình rất giống với Di và còn là bạn học cấp 3 với Go Sơn. Nghi ngờ Di hiện tại là giả, Bình Phan, sau khi vợ và con trai qua đời, lại tìm đến Di đòi nợ máu, nhưng được cha con Zat giải cứu. Đối mặt với sự đe dọa của Bình Phan và nghi ngờ của cha con Zat, Di bắt đầu bán cổ phần, dọn dẹp tất cả tài sản đứng tên mình, chuẩn bị bỏ trốn. Bí mật thuê người xử lý thủ tục, bắt đầu chuẩn bị cho việc ra nước ngoài. Vào buổi tối, khi đang sắp xếp hành lý tại nhà, bà bị Luca kêu phát hiện. Bạn trai của bà ta đã thay mặt người phụ nữ độc ác này chịu tội vào tù, nhưng để bảo vệ mình. Bà ta đã bắt cóc con gái của bạn trai và còn muốn giết người để bịt miệng chỉ vì hôm trước Khoản đã biết được bí mật của anh ta. Zaza nói với Khoản rằng mình đã chứng kiến Di giết bác sĩ John. Không hiểu vì sao Go Sơn lại chịu tội thay. Zaza cũng thấy đêm đó Go Sơn dọn dẹp hiện trường và nhặt được một USB, nghi ngờ bên trong chứa bằng chứng Di giết người. Điều này khiến Khoản nhớ lại, vài ngày trước thực sự có thấy ba cầm một USB. Anh vội vã trở về nhà tìm thấy và phát hiện ra bí mật của Di. Người phụ nữ Di mà mọi người thấy không phải là Di thật sự. Khoản lại tìm đến Zaza để nhờ cô làm chứng cho cha mình. Trên đường đến đồn cảnh sát, họ bị Di bắt cóc và đưa đến vườn thú. Di kéo Zaza ra chuẩn bị giải quyết trước. Zat phát hiện Zaza mất tích, dùng camera giám sát của cảnh sát nhanh chóng tìm ra dấu vết của Di nhưng không biết chính xác vị trí. Trong tình thế không còn cách nào khác, cha của Zat đành phải nhờ Go Sơn giúp đỡ và thông báo rằng con gái của Go Sơn cũng bị bắt cóc. Go Sơn không thể ngồi yên được nữa. Với sự giúp đỡ của Go Sơn, Di thành công trong việc cứu Khoản. Di dẫn Zaza đến bể cá sấu buộc cô ta nhảy xuống. Go Sơn kịp thời đến thuyết phục Di đầu hàng. Nhưng Di không chịu, và khi sự chú ý của bà ta đều dồn vào Go Sơn, Zaza đẩy Di ra và chạy thoát. Cha của Zat cũng nhận được điện thoại từ cảnh sát, hài cốt được tìm thấy mới là Di thực sự. Ông yêu cầu nam tiếp tự thú. Mọi người biết được sự thật thông qua lời kể của Go Sơn. Go Sơn và nam tiếp từ thời cấp 3 đã thích nhau, nhưng vì phản đối của phụ huynh Go Sơn nên họ đã chia tay. Sau khi mẹ của Khoản qua đời, hai người lại gặp nhau tại Label. Tình cũ bùng cháy trở lại, sau khi cha của Luca Keo qua đời, Di tiếp nhận quản lý Label. Go Sơn cần phải hỗ trợ cô trong việc quản lý này. Tuy nhiên, nam tiếp rất ghen tuông, mỗi lần thấy Go Sơn và Di ở bên nhau, cô ta lại nổi giận. Trong một lần tranh cãi, Go Sơn vô tình bắn chết Di do súng cướp cò. Để không bị phát hiện, anh ta đã ném xác vào ao cá sấu.
Nam Tiếp yêu cầu Gosen phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành Di và hai người cùng nhau phát triển label mạnh mẽ. Lúc này, Luca kêu biết được rằng mình đã sống với kẻ thù của mẹ mình suốt hơn 10 năm, cơn giận bùng phát, cô cướp súng của cảnh sát để trả thù cho mẹ. Nhưng lại bị Gosen ngăn cản, dù tránh được viên đạn của Luca kêu, Gosen không thể tránh khỏi cuộc tấn công bất ngờ từ phía sau của binh Phan. Tự thú đi, Nam Tiếp. Nam Tiếp không muốn chết trong tù nên đã nhảy xuống ao cá sấu. Luca kêu, sau khi tiễn biệt mẹ mình, đã bán tất cả tài sản của label, quyết định bắt đầu cuộc sống mới. Jin cũng bỏ qua Zaza, chọn ở bên Khoản và đến thăm Gosen trong tù, thông báo tin vui sắp kết hôn và nhận được lời chúc phúc từ Gosen. Cha của Zaza đi du lịch biển và gặp gỡ người phụ nữ mình yêu thích. Zaza và Zaza trao nhau nụ hôn đắm say bên bờ biển, đôi lứa cuối cùng cũng đến được với nhau. Bộ phim kết thúc trong hạnh phúc ngọt ngào. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại trong phim tiếp theo.